Vào ngày 4 tháng 11, tàu hộ vệ mang tên lửa Asko của Hải quân Nga đã trở thành mục tiêu của một cuộc tấn công tên lửa, gây ra hư hại đáng kể khi đang neo đậu tại nhà máy đóng tàu Zalip thuộc thành phố Kursk trên bán đảo Crimea. Theo thông tin được tờ The Drive phản ánh, dựa trên các hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội, có thể nhìn thấy rõ ràng những tổn thất nặng nề của Asko, chiếc tàu thuộc đề án 22.800 lớp Karakut, với thiết kế thân tàu tàng hình hiện đại và khả năng mang theo 8 tên lửa hành trình Kaliber. Phần cấu trúc thượng tầng của tàu đã bị tàn phá, bao gồm cả hệ thống radar. Điều này cho thấy mức độ thiệt hại có thể khiến việc sửa chữa và tái triển khai con tàu trở nên phức tạp, dù phần thân tàu dường như không chịu ảnh hưởng nhiều. Các nguồn tin trên mạng xã hội và phát ngôn của không quân Ukraine đã ám chỉ rằng loại tên lửa Skapek do Pháp sản xuất và viện trợ có thể đã đóng vai trò trong cuộc tấn công này. Điều này có ý nghĩa quan trọng vì tầm tấn công của Skapek có thể lên đến hơn 300 km, phù hợp với phạm vi mà Ukraine cần để tấn công vào thành phố cảng Kursk từ miền đông Ukraine. Tuy thông tin chi tiết về thương vong vẫn chưa được công bố, nhưng hình ảnh và thông tin ban đầu cho thấy con tàu này, mặc dù chưa được đưa vào hoạt động, đã chịu thiệt hại nặng nề. Trước đó, Tư lệnh Không quân Ukraine đã thông báo qua Telegram rằng một tàu chiến hiện đại của Hải quân Nga có mặt tại nhà máy Zalip bị tấn công và Asko, với khả năng trang bị tên lửa hành trình Kaliber, chính là mục tiêu trong vụ việc lần này.